Quý vị thấy hôm qua mấy người bọn họ báo cáo ở nơi đây, họ dùng cơm, lấy ba chén cơm, một nồi cơm nấu xong, xới ra ba chén để 20 ngày. Một chén thì mỗi ngày 8 tháng, ca ngợi nó. Chén khác chán ghét, oán hận nó. Còn một chén nữa, về căn bản là mặc kệ, không màng tới. 20 ngày sau, chén được 8 tháng, mỗi ngày cơm biến thành màu vàng, có mùi thơm. Chén bị oán hận trở nên hết sức khó ngửi, biến thành đen thui. Chén không được để ý cũng bị hư. Nó thật sự hiểu được ý nghĩ của con người. Đó là gì? Đó là thị hiện có sắc hương vị, còn âm thanh chưa có cách để làm thí nghiệm. Đối với lời Đức Phật dạy, hoàn toàn làm thí nghiệm sẽ thấy hết thảy vật chất đều có sắc thanh hương vị. Đều có bốn hiện tượng này xuất hiện. Phật Pháp kỳ diệu khiến cho các nhà khoa học phải gắn công chứng thực. Vì thế, ý niệm của chúng ta có mối quan hệ với tướng mạo. Muốn đẹp đẽ, ngàn muôn phần đừng tới thẩm mỹ viện. Theo như họ đã tường trình trong ngày hôm qua, thẩm mỹ viện khổ lắm, tốn cả đống tiền để đày đọa bản thân, chịu bao nhiêu đày đọa, gần như mất mạng, làm lạc quá. Chỉ cần quý vị có tâm tốt, tướng mạo sẽ đẹp đẽ. Tướng chuyển theo tâm. Vì sao quý vị không tin chuyện này? Tâm tốt, tướng sẽ tốt đẹp. Tâm tánh tốt, thân sẽ khỏe khoắn. Thân lẫn tâm khỏe mạnh. Đừng bị kẻ khác lừa gạt. Phật Bồ Tát chẳng lừa ai, luôn nói lời chân thật mà quý vị chẳng nghe. Quý vị nghe lời chuyên viên thẩm mỹ, chẳng phải là tự chuốc khổ đó sao? Chúng ta muốn thân lẫn tâm khỏe mạnh, phải tin vào chính mình. Tâm niệm phải lành, tư tưởng phải lành. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật bảo Long Vương: Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thế gian khổ. Pháp gì vậy? Là thiện pháp, tức là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tư tưởng của quý vị tương ứng với Thập Thiện Nghiệp Đạo, kiến giải của quý vị tương ứng với Thập Thiện Nghiệp Đạo, ngôn ngữ hành vi của quý vị tương ứng với Thập Thiện Nghiệp Đạo, chẳng có điều gì bất thiện. Thân và tâm khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn sẽ thật sự đạt được.
ngài.